ở vùng đất Teja, những thảm họa thiên nhiên không rõ nguyên nhân xảy ra bất thường ở nhiều khu vực khiến phần lớn người dân đã chuyển đến sống trong các thành phố di động được phát triển trong những năm qua. Sau thảm họa, các quặng ozinium bị bỏ lại đã mang theo một căn bệnh được gọi là ozipathy. Cơ thể của những người mắc bệnh dần dần kết tinh và trở thành nguồn lây nhiễm mới ở nhiều quốc gia, những người bị nhiễm bệnh phải chịu sự ngược đãi và họ bắt đầu nổi dậy. Liệu rằng họ có thành công? Hãy cùng theo dõi ngay nhé. Cô bé này tên là Amiza cô cùng chị đội trưởng sinh gái Doberman và đồng đội đến để giải cứu anh chàng Dokuta bị bắt giam, mọi chỉ số bình thường nhưng đầu óc chưa tỉnh lắm. Họ là những người của công ty nghiên cứu phương pháp chữa bệnh, thế nhưng độ khó của game bị tăng lên vì đội quân The Union bao vây khắp khu này. Vừa chuyển qua kế hoạch B thì bị bắt quả tang, đám The Union còn đòi động chân động tay, cũng may là Doberman tới kịp giải cứu rồi đưa họ đi tới lối thoát ra mà cô vừa tìm được. Nghe cô ấy nói, Đám này đang tìm kiếm thứ gì đó ở đây nhưng chắc chắn chúng đã xem họ là kẻ địch của chúng nên kiểu gì cũng chặn mọi đường ra mà họ có thể đi qua. Doberman nghe giang hồ đồn về tài quân sư của Dokuta nên muốn anh gợi ý cách trốn. Amiza đưa lại cho anh cái máy để đăng nhập nhưng anh lại nói cho họ nghe tin sốc giật gân bản thân mình không nhớ thứ gì cả. Không biết mình là ai, đây là đâu và mọi người là ai anh cũng không biết. Amiza cho rằng anh đã mắc chứng mất trí nhớ sau khi ngủ đông, còn có cách trị và mất bao lâu thì cô không nhớ. Doberman lo lắng trời nắng vì anh là một người quan trọng trong dự án nghiên cứu về căn bệnh Ozopathy, điều quan trọng bây giờ là họ cần có kế hoạch chạy trốn mới. Hết cách, họ chỉ có thể chơi bài tấn công một vài tên lính để tìm đường ra chỉ cần đi lên phía trên là có thể thoát được. Doberman cho hai người lên thăm dò tình hình trước. Dokutako nói mọi người hãy quay lại nhưng không kịp nữa, đó là cái bẫy mà bọn áo trắng đã sắp xếp trước. Lúc ngàn cân treo sợi lông chân, tiếng của đội trưởng y cất lên, anh ấy nói mình sẽ quăng lựu đạn trắng nên dặn họ khi nghe ra hiệu hãy che tai và mắt vào mọi người vội làm theo nhờ thế mà thoát nạn họ trốn trong một ngôi nhà ở gần đó amiza đưa chiếc máy cho dokuta nó cung cấp cho họ những thông tin cần thiết cô muốn Ta có thể nhớ lại dù là một chút y thấy mọi người đều không mất sợi lông nào cũng an tâm phần nào anh nói cho mọi người nghe mấy cuộc nổi dậy gần đây đều là do đám Union làm, chúng làm mọi thứ phá hoại ở ngoài kia. Họ mắc phải căn bệnh thế kỷ đó nên dần trở thành tổ chức khủng bố, cũng vì do sự phân biệt đối xử của mọi người với người bệnh nên chúng bắt đầu biểu tình nhưng giờ bọn chúng đã bộc lộ bản chất. Chúng lựa lúc thảm họa lại chuẩn bị ập tới mà thừa nước đục thả câu báo thù dù có phải bỏ mạng. Doberman vừa mới dứt lời thì nghe thấy tiếng đám đó săn lùng người của chính phủ Uss. Có khoảng 20 tên đang tiến đến nên Doberman kêu mọi người lui về cửa sau, trên đường trốn. Amiza trông thấy hai mẹ con đang chạy về chỗ nguy hiểm nên định chạy ra cứu họ thì Doberman ngăn lại. Trong lúc hội chị em cãi nhau, Dokuta đã đăng nhập vào cái máy bằng dấu vân tay, kích hoạt máy bay không người lái tìm kiếm kẻ địch. Doberman có hơi nghi ngờ vì dù sao anh cũng đang mất trí nhớ nhưng ra tin tưởng tuyệt đối vào khả năng quan sát và phân tích của anh. Nghe cô chắc chắn thế Doberman cũng dịu đi. Amiza muốn chiến trong hòa bình nhưng nếu bị dồn quá thì phải động chân tay. Hai mẹ con quả nhiên bị đám Diunion bắt được. Bọn chúng định xuống tay thì bất thình có lình một vụ nổ. Sau đó Amiza nổ chưa bắn đẹp từng tên. Tên áo trắng đầu đàn a cay con chim cú túm lấy hai mẹ con rồi lệnh cho đám đàn em bắt sống lôi cổ cô xuống dưới. Nhưng không có mùa xuân đấy đâu vì Doberman đã bắt đầu bao vây tiếp đó đội của y nhảy từ trên xuống túm lấy bọn chúng từ phía sau cứu thành công cô bé và mẹ tuy nhiên chị mẹ bị choáng nên chưa tỉnh lại doberman xin lỗi Dokuta vì ban nãy đã nghi ngờ khả năng chỉ huy của anh chị mẹ vừa tỉnh lại đã ôm lấy con gái cô ấy đã nhiễm bệnh nhưng không muốn được đội ami giúp nói xong liền dắt con gái rời đi y nói với mọi người phía trước là công viên và họ cần đến đó để gặp nia và đội trinh sát không chỉ nhóm The Union mà Amiza và hầu hết mọi người trên đảo Joe cũng đã bị nhiễm bệnh. Cô giải thích cho Dokuta cơ thể của người bệnh sẽ dần bị kết tinh và nứt vỡ, thải ra bụi độc lây nhiễm vào không khí. Hiện giờ vẫn chưa có thuốc chữa, tuy là chưa thấy trường hợp nào lây qua đường tiếp xúc nhưng đa số họ đều rất sợ khi phải ở gần người bệnh. Dokuta trước khi bị mất trí nhớ là một chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về căn bệnh và cách chữa trị, nếu thành công nó sẽ cứu được mọi người. Lúc này y báo mọi người hãy theo đường hầm đi lên, nó đã an toàn, khoảng 3 tiếng nữa bão sẽ lại đến hôm nay khắp các bảng tin đội cận vệ uớt thắng trận nhưng thực tế lại bị dồn vào đường cùng vì đó là tin giả mà doberman nghĩ ra có vẻ như chính phủ không thật sự nghiêm túc trong việc chấn áp bạo loạn cô hiểu amiza muốn giúp mọi người ở đây nhưng hiện tại họ không thể giúp thêm ai nữa mà phải nhanh chóng đưa Dokuta ta quay trở về đảo Dô. mọi người đang đi thì đột nhiên đứng khựng lại vì xuất hiện sương mù ngày càng dày mọi người vội đứng thành vòng tròn sukana cả đám đã trong tầm ngắm của máy bay không người lái bọn này bắt đầu nổ súng để dọa tem khiến họ phải tách nhau ra Ami ra nghe tiếng kêu cứu rất muốn chạy ra giúp họ. Doberman nghĩ họ nên bắn pháo sáng cầu cứu, đợi đội cứu trợ tới cùng họ đánh bại bọn này và rời khỏi đây. Đột nhiên cô nhận ra Dokuta đã đi đâu mất, anh đã bị cô gái tóc đỏ bắt mất, màn sương mờ dần lộ ra Dokuta đang ở cùng tóc đỏ và một anh chàng áo trắng. Thanh niên áo trắng kích đều vài câu, tóc đỏ liền rời đi, thanh niên còn quay qua giới thiệu à tên tuổi là gì không quên xin lỗi thay. Mọi người nghĩ anh ta sẽ tấn công nhưng anh ta lại là người giải cứu Dokuta cũng không biết hắn đang nghĩ gì sau đó cậu ta mới giới thiệu mình tên Mephito, khúc này cậu ta mới lòi cái đuôi ra muốn được chơi trò chơi nhỏ với mọi người. Doberman ở lại câu giờ để họ rời đi trước, nhưng xung quanh đều đã bị bao vây kín lối. Tên Mephito này biết rất rõ họ là người của công ty nghiên cứu dược phẩm, còn biết Doku ta vừa bị lôi ra khỏi cỗ máy ngủ đông. Hắn ta nói lòng võng nãy giờ là muốn có được Doku ta, kêu chơi trò chơi chứ thật ra là muốn combat một màn. Nói rồi hắn cho đàn em lên, bắn liên tội về phía đội đen, còn có chút khói tạo hiệu ứng gây cấn, chẳng mấy chốc bọn chúng đã đuổi đến cứ nghĩ phát này cả đám đồi thông cỏ xanh mộ thì nia cùng đội viện trợ tới kịp cô đứng mắng cậu ta một trận cho sướng cái bản họng mà nỡ lòng nào hắn ta phang cô một cái xém ngã tám chục vòng chỉ là buồn của hắn nia đỡ phát một chờ mọi người sơ tán an toàn nia mới rút quân họ chạy tới trốn ở phòng khám trong hẻm ở đây chỉ cần mắc bệnh đó sẽ bị đưa đi cách ly ngay và luôn thế nên có rất nhiều người đến chỗ này giấu bệnh và tiếp tục sống họ sẽ được điều trị một cách bí mật chỉ là chỗ này bây giờ đã hoang tàn đổ nát không còn ai ở nữa vết thương của amiza đau dữ dội nên doberman đã gọi người vào sơ cứu cho cô cũng may là không nghiêm trọng lắm họ dùng một thứ công cụ soi lên vết thương với ống dẫn chứa ozinium này hiệu quả sẽ tùy vào người dùng có người lành nhưng có người lại có thể thiêu dụi cả một thị trấn thành đống đổ nát nhờ có ozinium mà họ có được nguồn năng lượng lớn nhưng nó cũng là nguồn gốc của căn bệnh nếu dùng ozinium trong cơ thể để làm ống dẫn nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi có thể khiến người dùng lên bàn thờ ngồi sớm hơn. Mọi người bị thương đều đã được chưa xong nên họ xách đồ đi tới chỗ hẹn với nhóm của Sơ Cút, nhưng mà nó vắng tanh vắng ngắt. Máy của Đô ta phát hiện ra một nguồn nhiệt ở phía sau, té ra là một đám cháy, có một thứ gì đó đã xảy ra ở đây nhưng y chưa muốn kể, phải chờ một ngày đẹp trời nào đó đã. Nia dẫn đàn em chạy ra phía sau xem thử còn đội còn lại đi tới quảng trường, còn chưa kịp làm gì thì nguyên quả cầu lửa to bự chẳng phi tới thiêu rụi cả tòa nhà sập trong nửa phút. Trong cơn mê man, Ami nghe thấy giọng của một bà chị gái, kích điều cô sẽ chẳng làm được gì và cả những lời hứa ngây thơ của cô sẽ không trở thành hiện thực. Ami ra nờ hít một phần trăm chiến khô máu với Talula rồi quay ra nói với mọi người hãy trốn trước nhưng đời nào nia và họ lại chịu như thế. Y lên trước mà bị con ả búng tay một phát ngã sấp mặt. Đột nhiên cô ả dừng lại nhưng đội nhà chẳng còn thời gian để nghĩ vì sao ả lại làm như thế. Nguyên cơn mưa lửa từ trên trời bay tứ lung làm cả bầu không khí sặc mùi khói lửa tương tàn. Ami ra gồng hết sức tạo ra kết giới chắn cho mọi người nhưng sức chịu đựng nên chẳng mấy chốc đã hụt sức. Y nhảy ra giúp cô đỡ để mọi người chạy trốn. Ami ra định ở lại câu giờ nhưng y ngăn lại để anh giữ chân à. Còn cô chỉ cần mau đưa đô ta rời khỏi đây. Mấy đứa chạy ra khỏi đó thì tòa nhà sập xuống chặn mất đường ra phía sau. Y kêu mọi người mau rời đi mình sẽ cân được. Anh nhờ Doberman dẫn đường. Mọi người chạy tới nơi ẩn náu chờ tàu bay đến. Doberman sốc lại tinh thần cho mọi người. Ami ra lo lắng cố tự an ủi mình rằng y sẽ không sao lúc này ở đội của y anh vẫn đang chiến đấu đến giây phút cuối cùng phía bên kia bà ẻo là cùng hội chị em đã tìm thấy chỗ đội amiza đang trốn con mụ tự giới thiệu nổi in tư mình tên là vk cô ả à đi vào thẳng vấn đề làm gì để họ giao đô ta ra rõ là phút trước đòi lấy đô ta bằng được thế mà giây sau lại chào tạm biệt rồi bỏ đi đô bơ man cứ có cảm giác cái gì đó vừa mới xảy ra sau một tiếng động lớn cả đội của y chỉ còn lại anh và một cậu lính đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát cánh tay trái của y đã không còn là của anh nữa anh nói cậu lính hãy ở lại để mình giữ chân đội địch được dây nào hay dây ấy. Quay lại chỗ Amiza, cô và mọi người đã lên được phi cơ quay về đảo Dô, bay hết một đêm họ đi qua vùng Ozizinium bị bỏ đi. Nó biến thành những khối thiên thạch lớn như thế, tùy từng nơi, các thảm họa có thể ở dạng bão tuyết hoặc lũ lụt nhưng những thiên tai ấy đều luôn bỏ lại Ozizinium như thế. Nó vẫn luôn cao lên vì chúng có thể phát triển, các mạch tinh thể cuối cùng sẽ bị vỡ và giải phóng các hạt Ozizinium. Phía xa bên kia là một thành phố được xây dựng trên một thiết bị công nghệ di động, nói cách khác là thành phố có thể di chuyển. Sau một hồi bay lơ lửng, họ cũng đã hạ cánh, Đô Cú Ta vì quá sức nên ngủ lịm đi, khi tỉnh dậy thấy mình đang ở phòng lễ tân, phòng của anh vẫn đang được chuẩn bị. Đảo Dô đang di chuyển đến điểm tiếp theo của nó, Đô Cú Ta ra ngoài đi lòng vòng, Đảo Dô là một con tàu được trang bị nhiều loại phương tiện y tế. Từ những cuộc phẫu thuật tiên tiến nhất cho tới những đơn thuốc, ở đây đều có cả. Có luôn cả thiết bị đặc biệt để nghiên cứu căn bệnh Ozipathy, năng lượng cho các hoạt động đó đều được tạo ra từ con tàu trên dô có nhiều người sống cùng nhau không phân biệt tên tuổi chủng tộc hay mắc bệnh hay không đi hết một vòng dokuta đến tìm amiza đang đứng một mình trên bong để tâm sự tuổi hồng với cô một lát cô nàng đang bị những lời nói của talu la là làm thao túng tâm lý cô biết mình theo chủ nghĩa hoàn hảo cô cũng đã từng nghi ngờ về con đường mình chọn mà giờ cô cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa dokuta nghe thế nên đã an ủi động viên cô anh hứa sẽ giúp amiza bằng tất cả những gì mình có dù bây giờ chưa nhớ ra điều gì Hai cô bé này là chị em Lit Cam ở nhóm có quan hệ đối tác với Joe và thường đi cùng họ trong các hoạt động nên lần này Amiza nhờ họ dẹp đường giúp mình. Đi tới cổng vào lung men, mấy đứa trông thấy một người bị lây bệnh đang cố gắng vào trong nhưng bị lính canh ngăn lại. Anh ta cố chấp chui đầu vào nên bị cô nàng tên chen dùng biện pháp mạnh lôi đi. Thấy nhóm người của Amiza đi tới, cô khịa vào câu vì họ đã đi muộn cuộc họp. Amiza cùng Đô ta theo cô nàng lên trên tầng để đi tới chỗ họp. Từ đây nhìn xuống thành phố thật sự rất đẹp nên Amiza có hơi nhiệt tình may mà còn tém lại kịp chứ không lại lỡ tỏ ra thèm thuồng lái xe thêm một đoạn cũng tới chỗ đội trưởng Quay ca cũng đã có mặt có đủ người họ vào luôn vấn đề chính mới đầu có hơi căng thẳng đến từng chỗ chân lông đầu võ mùng một hồi ca nhắc nhẹ ký hiệp ước này và cũng họ đối mặt với đe dọa là cách rất cần lúc này ở lung men vì nơi này chắc chắn sẽ nằm trong tầm ngắm của đội ji union che nổi đó lên từ chối nhưng Quay nói cô cứ bình tĩnh anh cho họ xem mấy trận chiến giữa đội nhà jo và ji union mà anh ta có được trước khi họ đến đây Xem tới đây Chen phải công nhận cách bày binh bố trí và hàng tiền đạo của họ rất hợp lý nhưng cô cho rằng Lung Men có thể tự thân vận động giải quyết mà không cần họ giúp. Wei cũng cảm thấy như thế, hơn nữa điều kiện trao đổi nhà Jo có hơi đắt, Amiza nói cho họ nghe về độ đáng sợ của Talula, kẻ đứng đầu Ji Union, kẻ đã đốt cháy mọi thứ cùng với sự tức giận của những người nhiễm bệnh. Thành phố -No Bóc đã sụp đổ trong một đêm vì cô à hành động và đúng ngày có thảm họa, Talula cũng đã tham gia. Cô à khiến những người bị bệnh trở nên máu chó hơn, phá hủy cả thành phố và bây giờ là đang hướng đến Lungmen. Đó chỉ là một vế, Kasich còn nói thêm về bước tiếp theo của chính quyền u khi mất đi che no bóc. Quay nghe xong một hồi đã thay đổi quyết định đồng ý ký tên nhưng với hai điều kiện. Một là Joe phải hỗ trợ họ loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa của The Union, điều thứ hai sẽ được bật mí nếu điều một được hoàn thành. Nếu thế Amiza cũng muốn thêm một điều, đó là bất kỳ diễn giải nào của các điều khoản đều phải được cả hai bên đồng ý. Anh ta đồng ý, thế là nhiệm vụ đầu tiên của họ thành công, Amiza cùng Dokuta đi kiểm tra quanh quanh dựa theo mấy địa điểm mà Chen đưa cho. Vô tình hai đứa trông thấy một đám hổ báo cáo trồn đang bắt nạt một cậu bé, thấy chuyện bất bình đương nhiên là phải xen vào. Tên hổ báo mới đầu còn cậy body cao to lên mặt, nhưng mà sau khi bị Dokuta cho một đường quyền thì cắp mông chạy té khói. Amiza trị thương giúp cậu bé, sau đó cậu đã cầu xin Amiza hãy cứu lấy chị gái Misa của họ, có kẻ đã đuổi theo họ nên cô ấy đã dụ chúng đuổi theo mình. Cô hứa với mấy đứa mình sẽ cứu Misa, lúc gặp lại hai chị em Lit Cam họ cũng vừa nhận nhiệm vụ từ trên tìm cô bé misa nên amiza đã gọi hỏi trên lý do vì sao lại tìm cô bé ấy mà chị ta không nói cũng may là họ đã tìm thấy cô bé trốn ở một góc trong con hẻm tối thui misa không tin mấy đứa đến để giúp mình vì cô biết những người nhiễm bệnh sẽ bị đối xử như thế nào khi ở đây amiza cho cô bé biết mình cũng đang bị nhiễm bệnh lại nghe cô nói tới đàn em của mình misa mới mềm lòng chịu đi theo họ amiza cùng hội chị em tìm được misa liền gọi về báo lại cho chị đội trưởng biết chị gái kêu cô sẽ gửi vị trí Amisa chỉ cần đưa Misa đến đó là được, nói xong liền tắt máy luôn. Misa nghe họ nói mình sẽ được đưa đến chỗ của đội LGD nên cơ hơi hụt hẫng. Misa tin rằng giao mình cho họ chẳng khác nào chui đầu vào đường chết. Amisa cố gắng khuyên Misa đừng hiểu nhầm họ, cô hứa sẽ năn nỉ bên LGD để đảo dô bảo vệ những người bệnh như Misa. Sự thất vọng của Misa khiến Amisa không biết phải nói gì thêm, thấy thế mọi người giúp cô khuyên Misa nên nhận trợ giúp từ LGD. Bất thình lình cô nàng thiên thần Esu từ trên trời bay xuống, Nhẽ ra cô nàng có nhiệm vụ khác để làm nhưng cô thấy quanh khu này có đầy đám người của The Union, đâu đâu cũng có. Có lẽ là do có người bệnh trốn ở đây nên đám The Union bao vây, với lại những người sống ở khu ổ chuột về phe của bọn chúng cũng không phải chuyện lạ. Việc mấy đứa cần làm bây giờ là đưa Misa an toàn rời khỏi đây trước, còn chưa đi hết con hẻm mấy đứa đã bị binh đoàn áo trắng tấn công, tên áo đen còn biết chơi lửa tấn công họ túi bụi. Đã không muốn phang nhau rồi mà cứ bắt người ta phải nổ súng, đám The Union này cũng đang nhắm vào Misa, binh đoàn áo trắng chẳng mấy chốc đã bị xử đẹp còn mỗi tên áo đen nhưng Hamiza để hắn thở thêm vài hơi thôi chứ sau đấy cũng đậy nắp quan tài cho hắn luôn quốc bộ muốn rụng rời khớp gối cuối cùng cũng đến nơi men theo một đoạn đường hầm nữa mới đến esu chỉ chào hội chị em tay ngồi đây từ chiều là esu gọi cho cô nên cô mới có mặt ở căn phòng bí mật này tay nói cho họ nghe tem Union bây giờ đã không hoạt động bí mật nữa mà chuyển sang chế độ công khai theo nhóm lớn luôn chúng đang dùng khu ổ chuột để tăng sức ảnh hưởng của chúng trong lung men và muốn bắt misa về Esu nhắn tin tới báo đường ra đã an toàn, mọi người định tới đó thì dầm một cái bụi bay từ phía, Z Union đã bao vây khu này. Misa bị lạc với mọi người trong nhóm thì đột nhiên có con mụ nào đeo mặt nạ định bắt cô đi, cũng may hội chị em kịp thời xuất hiện cứu cô một mạng rồi cùng nhau té. Mấy đứa theo lối đường hầm đi tới chỗ Esu đang đợi, hóa ra cái lối bí mật của cô nàng nói là không ai biết chính là nhảy từ trên sân thượng của tòa nhà này xuống dưới. Hoàn hảo thì chưa thấy chứ nghe được tiếng của đội Z Union đuổi theo đến phía sau, Amiza ở lại câu giờ để mọi người đi trước. Cái con nhỏ đeo mặt nạ của tem phản diện cong con mông đuổi theo muốn cướp lại Misa nhưng với không kịp. Chờ mọi người nhảy qua hết, Esu phá hỏng cây cầu khiến Jiunyun chỉ có thể đứng nhìn họ chạy té khói. Tuy đã thoát khỏi kẻ địch nhưng Misa sắp chịu không nổi nữa rồi, cơn chóng mặt ập tới nên mọi người dừng lại để cô nghỉ ngơi trước. Misa cho họ xem cánh chân đã bị kết tinh của mình, triệu chứng này nặng hơn những kẻ nứt cần đưa Misa về đảo dô chữa bệnh. Mọi người lại tiếp tục lên đường đến chỗ bà chị đội trưởng Chen, chỉ cần băng qua nốt cái ngã tư là đến nhưng phía trước đang có hai nhóm cãi nhau nhiệt tình. Amiza cảm thấy mình cần giúp nhóm người đang bị The Union bắt nạt nên đã cùng hội chị em ra mặt phang chúng bỏ mạng. Đi hết 81 ải mới tới được chỗ bà đội trưởng Chen đã chẳng thông cảm thì thôi chị ta còn chửi mấy đứa tới muộn. Misa được đưa lên xe, Amiza nhờ Chen hãy chăm sóc thật tốt cho cô bé, nếu được thì sau khi mọi chuyện xong xuôi, cô muốn đưa Misa về đảo Dô để chữa trị. Nói rồi cô qua chào tạm biệt Misa rồi con xe đi mất hút. Chen cũng chẳng nói thêm cho họ nghe Misa thực sự là ai mà lại được săn đón như thế. Phía bên kia, Misa buột miệng hỏi Chen vì sao lại đi tìm mình, Chen cũng nói thẳng cô không phải lý do mà người họ cần là cha của cô. Vì ông ấy là nhà khoa học nổi tiếng vùng này nên Ji Un rất muốn có được con gái của ông ấy, cũng chính là Misa. Chen cũng không biết mục đích của chúng là gì nhưng phía cô cần đảm bảo việc Misa không rơi vào tay bọn chúng. Đột nhiên chiếc xe đi trước bị tấn công, nguyên quả lựu đạn bắn vào xe, Chen vội nhảy khỏi ghế lao về phía Misa. Chen kéo cô chạy khỏi chỗ này nhưng bị con nhỏ hai bím v kép cho thêm quả đạn. Misa vì hụt sức lại còn bị nhiễm bệnh nên bất tỉnh nhân sự. Một mình Chen không thể bảo vệ được người nên Misa bị bọn chúng bắt đi mất. Đội Ji Union kéo vào thành phố ngày một đông, nhóm của Amiza cũng đang bị đuổi theo sát nút. Anh chàng đeo mặt nạ lại xuất hiện. Biết Amiza đã đưa Misa cho lung men, anh ta tức giận hét thẳng vào mặt mắng Amiza đã phản bội người nhiễm bệnh. Amiza kiểu ủa alo, rõ là bên Ji Union mới là bên khiến chiến tranh nổ ra, nói nhiều mất giá trị. Hai bên trực tiếp lao vào nhau luôn cho nóng Màn combat đang căng đến từng chi tiết Thì đột nhiên đám này rút quân vì đã bắt được người cần bắt Amiza ư thấy có gì đó là lạ Còn Doku ta đã hiểu ra vấn đề Đảo Dô không phải mục đích của chúng Mà mục tiêu của đám này chính là bắt Misa Lúc mọi người đuổi theo đến nơi Thì nhóm của Chen đã tàn tạ tan tác Misa thì bị bắt đi mất rồi Amiza vẫn muốn biết vì sao LG đi lại bảo vệ Misa Hỏi mãi Chen mới chịu mở mồm kể cho họ nghe vì cha Misa là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nên họ muốn đem Misa về để hỏi, phía Chen cũng không chắc cô bé ấy có biết được gì hay không. Kể rõ cho mọi người nghe, Chen định đi cứu người, Amisa phải thuyết phục mãi, cô mới cho nhóm của Amisa đi theo. Hai bên song kiếm hợp bích phang bỏ mạng nhóm The Union nào dám bén mảng ra đường, lát sau cô bạn một sừng Hoshi chạy tới giúp một chân. Để trục lỗi đến muộn, Hoshi đã là người đầu tiên cầm khiên lên trước, dẹp xong một đám, Chen mới giới thiệu Hoshi cho nhóm của Amisa làm quen. Amiza đã cho người của đội mình dò tìm vị trí của Misa, trong lúc chờ kết quả cô muốn tem đảo Jo sẽ cùng chiến với bên Lungmen, Hoshi bật cười vì tài lãnh đạo của cô bé này. Một miệng nói bảo sao Chen lại từng khanh cô làm Chen đỏ hết mặt vội lảng đi chỗ khác. Ở một nơi nào đó, Misa lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng. Anh chàng có tên Ivan đem thuốc vào cho cô nhưng anh ta lại rất vui vẻ trẻ khỏe không hề giữ dần mà lại còn hỏi thăm cô một cách nhẹ nhàng rồi mới đi ra ngoài. Cậu trai giấu mặt đi vào bỏ mặt nạ ra, Misa trông thấy khuôn mặt ấy liền chạy tới ôm lấy cậu vì cậu chính là Alex, em trai của mình nhưng cậu ta lại nói Alex đã đi đầu thai rồi, bây giờ cậu ta đã là Sir Khuôn mặt lạ lẫm này khiến Misa có chút không quen. Cô hỏi thằng nhỏ vì sao lại gia nhập The Union điều đó là sai cực kỳ sai nhưng Alex bây giờ đã hoàn toàn đi theo lý tưởng của The Union. Lúc cậu bị nhiễm bệnh đã bị đối xử như thứ sâu bọ cần phải tiêu diệt, cái ngày cậu bị đưa đi trong đêm tuyết lạnh sun vòi, cho dù có ra sức vùng vẫy. Nói đến đây, Misa hét lên bảo cậu dừng lại, Cô khụy người xuống liên tục nói xin lỗi Alex lại gần an ủi cô Biết Misa nói đỡ cho đảo Dô Cậu nhóc liền đứng phát dậy kêu cô đừng bị họ lửa Trong mắt cậu Đảo Dô là những kẻ phản bội Hai chị em mỗi người theo một nhóm nên đấu võ mồm là điều khó tránh khỏi Misa đi theo Alex ra khu huấn luyện mà không biết phía xa xa Esu và Tessa đang nằm vùng núp ở gần đó quan sát Esu báo tin cho Amisa còn Tessa gạt cần chuẩn bị chiến đấu Vì hai chị em họ đang tiến về phía họ Cứ nghĩ là bị lộ vị trí Té ra chỉ là Alex đang học bắn cho Misa. Thấy bà chị bắn phát một đã trúng tâm bia, Alex cười phá lên không hổ danh là chị gái của ta. Hai chị em đang chỉ nhau say sưa thì tiếng súng nổ đùng đùng, Ivan chạy tới nói họ hãy rời đi vì căn cứ đã bị tấn công. Alex đưa Misa quay về căn phòng, cậu không chịu nghe lời khuyên của Misa, nhất định phải chiến trận này, cậu hứa với Misa sẽ an toàn quay lại cùng cô trở về nhà của họ. VK đã đứng chờ cậu ở bên ngoài, Alex nhờ cô à bảo vệ bà chị mình, về kép kiểu giờ cậu có đi thì thua là cái chắc. Cô bật mí cho Alex tấn công Dokuta vì anh chính là bộ não của đảo Dô, chỉ cần hạ được anh thì đội bạn cũng sẽ gục theo. Nhóm của Amiza nhận được tin liền vội vàng chạy tới cứu người, gió thổi ngày càng lớn làm khói bụi bay tứ tung. Alex dẫn theo đám đàn em đi ra nghênh chiến, sau một tiếng súng nổ hai bên bắt đầu lao vào nhau trao đổi chiêu thức. Đội nhà đã lên kế hoạch trước đó nhưng đội bạn cũng đông ra phết. Bên Benji Union có mấy anh cao to đen hôi đi ra làm đội hình nhìn thôi đã hốt mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch cho đến khi Doku Ta bị một quả cầu lửa ném tới làm anh ngã sấp mặt. Alex cùng cây chọc lợn phi đến nhanh như một cơn bão. Cứ nghĩ kiếp này coi như bỏ thì không có mùa xuân đấy đâu vì còn có Hoshi sẵn sàng chơi với cậu ta. Là một chị gái lực điền nên cô hất một cái Alex đã ngã lăn quay. Chưa dừng lại ở đó cậu bắn một cái đánh lạc hướng Hoshi rồi như một quả bom hẹn giờ siêu lớn chạy thẳng về phía Doku Ta. Cậu ta định cho mình tự nổ tung cùng với anh ấy. Alex càng lại gần sức nóng càng tăng lên. Ami theo bản năng nổ sơ để cứu tiến si, ảo ma Canada đòn đánh của cô khiến quả bom trên người Alex tắt đèn. Người thì ngã xuống, cô cũng không biết mình vừa mới làm gì, vì sao lại như thế. Misa từ phía trên cao tận mắt nhìn cậu em trai lên bảng đếm số chân đứng không vững mà ngã xuống, nước mắt tuôn ra như mưa. Ami sau cái chết của Alex luôn bị ám ảnh áy náy các thứ, cô không muốn mất đi thêm một ai. Cô đã từng nói sẽ cứu những người bị nhiễm bệnh nhưng lại vô tình gây ra cái chết cho họ. Dokuta lại gần nhẹ nhàng an ủi cô nàng, sốc lại tinh thần cho cô tâm trạng còn đang chán như con rán thì mụ v kép mò tới vê kép đến để tìm ami vì misa có điều muốn nói với cô để lại bộ đàm xong vê liền lộn cổ xuống dưới đi về nhà đúng là người thành công luôn có lối đi về riêng ami ra với lấy misa nói cô hãy chờ mình sẽ đến cứu cô ngay thế nhưng misa không còn tâm trạng được cứu nữa cô hỏi ami vì sao lại làm thế với em trai của mình misa không thể chịu nổi cú sốc này cô đã mất hết niềm tin vào những gì ami đã từng hứa Misa nói đã đến lúc mình phải trả giá cho tội ác của mình, nói rồi vụt tắt máy mặc kệ Amisa có khuyên cô như thế nào. Amisa mặt không còn miếng sức sống nào, dối bời quay về phía Dokuta. Chen liền dơ kiếm nhắc nhở cô một người thủ lĩnh không được phép lung lay dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. Bây giờ có thể thấy Misa đã về phe Z Union nên việc họ phải làm là đưa cô ấy trở về, Chen nói họ sẽ lên đường sau 5 phút nữa. Amisa vẫn muốn thuyết phục Misa quay đầu là bờ, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần chuẩn bị trận chiến tấn công căn cứ Z Union lần hai. Phía bên kia, Vê Kép quay về chỗ Misa định đem cô đi trốn nhưng Misa không chịu theo vì mình chẳng biết gì cả và họ sẽ chẳng lấy được gì từ cô. Vê Kép liền quay ra kích đều Misa, nhưng cô bây giờ trong đầu chỉ có Alex và lời hứa cùng nhau trở về nhà, cô tin rằng em trai mình vẫn còn sống. Bên ngoài, Chen và nhóm Amiza đã bắt đầu tấn công dọn dẹp mấy tên lính Lola bên ngoài. Esu gọi tới báo chẳng tìm thấy Misa đâu cả, có lẽ là con mụ Vê Kép đã đưa cô ấy trốn mất rồi. Ảo ma Canada Shizuka con ba ba, alex bất thình lình bật nắp quan tài sống dậy trong sự hoang mang ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa của mọi người thế nhưng alex này lạ lắm cậu ta đưa cho ivan pháo sáng để mọi người rút lui mà không nói thêm lời nào chỉ là sự xuất hiện của alex khiến đội bạn trở nên máu chó hơn chiến đấu điên cuồng chỉ có mình amisa nhìn ra phía sau chiếc mặt nạ cùng quả áo choàng của alex chính là misa cô không nỡ xuống tay nên đã do dự ngay lập tức chen chạy tới vô hiệu hóa misa khiến cô lên bảng đếm số rồi quay ra mắng amisa không nên trần trừ như thế vì nó có thể làm hại cả đội Amiza lúc này chẳng thể nghe lọt lỗ tai câu nào, Tenji Uni đầu hàng, v kép cong mông chạy mất. Amiza giữ lại chiếc mặt nạ mà hai chị em Misa đã từng đeo, trên thấy thế đã cho cô một vài lời khuyên, cách làm giữa đảo Jo và đội LGD là hoàn toàn khác nhau. Vậy nên là một người lãnh đạo, trên khuyên Amiza buộc phải tự mình bước đi trên con đường đã chọn chỉ thuộc về riêng cô. Hãy cùng chờ đón ở phần tiếp theo nhé. Tập phim hôm nay đến đây là hết mất tiêu rồi, còn bây giờ thì đừng quên thả like tặng chúng tớ một lượt đăng ký để chúng tớ có nhiều động lực hơn mang những bộ phim hay ho tới các bạn nhé hẹn gặp lại và bye bye